Hello everyone, dừng chụp nền sai thay mình đang đi đấy, chụp buổi nâng video thay, hay là video cha mình không bao dừng ban nông nền vừa hai nữa, sân chỉ nơi đây complete vừa ban cục nia phong, hay là ngày nay dừng mà bắt to mấy anh present simple anh ta đã, chúng ta dừng mà riêng học pi adverb of frequency mình đó, đây adverb of frequency này cứ dừng sầm nói từ lâu chụp luôn là dừng ở vừa sẽ cầm một phiếu vậy mùi, ta dừng ở vừa vì chỉ nhấp nhóp vừa vì dù mà đó được coi như là thọ thôi một màu chừng nhóm trong mừng hai nhóm pi adverb này frequency là dương miền được nông trạng này là dương miền chập đam bị sôn phía rồi là hồi tại đó một rồi phía rồi là miền này tha vì sầm này từ đây sẽ cam một phía tại dương thọ thôi vì một môn màu ra được thế chắc sau đây nó chỉ always always bên đây thành dương tay là first cam một phía nằng ục mà ở nhóm mà tay là nhắm bài bị thay chứ nhóm ai vậy mà tha I always eat rice in the afternoon. Chúng mình này thay nhóm nhắm bài là hồi ở bên cái cứ nhóm nhắm bài rồi. Thì bây giờ mình tiếp cái dương mình usually bên này thay nhóm thua bia chỉ rơi rơi đá. Tại mình tiên toát đôi always. Hay mà khóm tiếp cái dương mình sometime bên này thay bê khla. Dù dù mà đong. Tam nặng nâng ở trong khối cái import cứ never bên này thay nhóm mà đại thua thua vì một màu ấy chẳng ngờ. Adverb tiếng này cứ dương ai vô tập ra ba được không present simple. Hay đồng bây bị chạy thì bê và lia cái đôi chia sẽ cam một hiệp để dương thua bia chừng nhóm kết thao viết sầm khăn phong đáy để dương ai vô tập ra phát bàn hay chúng nói mối tiết để dương thời trang cứ always and sometimes cứ bịa pi ní cứ tay tầm biến as mau chỉ mua chỉ nịch cứ dương ai lúc bia bàn này để xa ní chỉ bịa tay một đòn hay nhóm khơi nhờ miền ôn ôn như mua chúng nó còn có trả lắm lại ní phong đáy chừng bật to bị bàn score adverb of frequency rồi mà dương đừng chô tầm mơ example thằng ngọc nìa tại tìm mua ý cứ dương miền I always watch television mình này thằng nhóm tay té mưa tu được tua cho mình này thằng cọt pi một ngày tới một ngày cọt tay để mưa tu là hồn hay example thì pi he usually wears black shirt cọt mưa cọt chỉ tu tới cọt pe ai bộ không ai cho mình này thằng usually mình men crop pe té bàn tay phía trên nhưng khi cọt thằng cọt pe ai bộ không ai men hay giờ bật to pi dương phở adverb hai cứ dương phở verb đại verb lại này cứ dương time as ở phía để sao tại sắp chữ dương cứ chỉ he đại he cái nơi không group one là dương mà liên ở video muốn hay à thì bây cứ sometimes we don't submit our assignments on time cho mình thấy pay class của dương ở ban là cô cái ca tại ơi lực thủ này thủ toàn pay về đi dương thưa bị lead bị có hard policy phần ta sometimes mình thấy tham mình trả anh thế cứ cô xóm đá bị khóa dương ở xa phát đá chứ hay ở trong cái này cứ Rithi never falls in love bên đây thật Rithi có đặt đá lo miếng này hai bởi món máu ấy chẳng là dương ách bị never bán hay bởi tốt máu cứ fall cứ dương time as ở viết để sao thật Rithi cứ chỉ subject nên nó group one này thật Rithi cứ refer to he chẳng mà dương tiêm tia thời thật bởi time as the little verb đá cái adverb of frequency chẳng nhưng cái tha chấm lại này cứ ở sao của bạn đấy chập toán hay giờ bắt đầu mình tiết dương đừng cho thực căn rồi biết prao pra present simple tại dương thời prao pra present simple nơi lại là sẵn na hay prao nó pe nè chẳng ngờ mới khát với dương từ tu sân là ngọc nia hello nè ngọc nia lấy đây dương bài là mình nói chấm lại mũi tiết đấy chẳng ngờ mới khát với dương từ mười ngọc nia tại chấm lại này cứ như giờ pika prao pra present simple chẳng ngờ mà bài chạy chấm bài tiết tí mũi cứ dương vậy toàn từ đằng hà biệt mình tầm lọp chẳng hạn trong tầm lọp này cái dương miên chỉ bay phong đá để dương ai ra ra bán hay thì mỗi cái dương miên every plus day or week or month chẳng hạn dương mà mưa thì hoa thằng ngọc nía Toby comes to school every day mình thấy thằng Toby quạt màu yến chỉ đến rồi ngày chẳng hạn dương ai ra ra bán và tay dương chẳng làm lại mỗi thằng nấu này dương ra bị khỏi every cứ ai time as ở bia bàn đi đôi khi ưu thì hoa chơi đá dương miên day miên as day week mắn cái đôi kia dựa ở ai time as ở viết phải chưa plural noun mà này hay là tiếp cứ adverb of frequency là dựa bạn hiện môn năng đá lấy ví dụ một mươi thì họ thường học kia they always talk loudly in the class cho nên là cụ kê tay tay dậy lứ lứ nó không nãy điện dương của bạn nó cao trong ở rộng cho nên những ai mở bán đá at always cứ chia adverb of frequency hay là trong khối cứ once twice or miễn chỉ chọn thấy thì được chỉ three times hay dùng plus chỉ muốn a day a week a month a year lấy dùng một mô tiêu hồ we hang out once a week
nay tha dương ở tay tay nát kia từ nhà mình được khéo một một sắp đa mà đo chứ nhưng ai đô bị once in a week nhưng ai tập twice a week bán nay tha pi đong không một sắp đa chứ như tay tay nát kia từ nhà ai pi đong không một sắp đa là hồn chứ ngờ nay cứ chưa cao prao prao lại do này vậy tôi thì đang ở tầm lốp cứ ai hai bán tha hai bị hay number two cứ true for a long time nay tha vì chỉ riêng này bất giá bề quen đại nông môn của cho dương miên đôi chỉ live work study chắc đây chẳng đầm bay giờ căn thằng nghĩ vô nhưng từ mơ example thằng ngọc nè I live in Phnom Penh chẳng mấy thằng chấm ru nơi nóng tì krong Phnom Penh chẳng ở nhóm mà ru nơi nóng tì krong Phnom Penh nhưng mẹn mà nơi ở tầm ngày thế cái nhóm nơi lẹ bề như vậy chẳng mà nhóm ai giờ prao viên chỉ present simple bàn rồi có những ai prao tha I work in a Phnom Penh nhóm thuê ca nơi Phnom Penh chẳng đôi dương bán đắng ở dương mà thuê ca dương mẹn thuê mà ngày pi ngay nè dương thuê dù chẳng cứ dương ai prao prao present simple bàn được kìa ai ở trong trái cứ fact mình đây là cá bật ở đây cái đói đại bật ưu thì hó water boils at 100 degrees Celsius mình đây tha tắc nâng phú nơi ở thì ta nạp hiếp mà rồi ông xa xe chẳng ta vi bật rưu gọt cứ vi bật tắc nâng phê đài thì ta nạp hiếp đo mà rồi ông xa xe cứ tắc nâng phú ai ở ưu thì hóa xe tiết đôi chì phán đây miên riêng mùl phán đây ra nơi tư hàng cao hay lấy tàu bây nhiên tư hàng lấy chẳng vi sơ chỉ rưu bật chẳng ở đây cái đó là chỉ đứng bất cứ dương ác pra chúng muốn nó present simple bạn cho nhầm kết thạc này dương nâng vô ban trở nơi mê yên ngày ní hay dương nâng chúc nêm đầu tiết nơi mê yên khói là dương nâng sắc sao một cái past simple mình đây tha bởi dục tay tất cả chẳng sẵn khâm ta nên tầng ốc này nâng tự tu ban ở vậy là thông mây rồi có ai chả đầm lấp mê đến khá lăng quýnh hay là sẵn khâm ta nâng tầng ốc này bình chất video này hay còn click chất follow và đôi chỉ like share video này mình muốn bây giờ mất thẻ là bao nhiêu màn khơi đôi chỉ chui control được trong ba ở miền bảng chất nông ca chạy lấy một to tiết phong đài và xong rồi còn